Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my honor to welcome you and extend my thanks for your presence here today to celebrate the opening of Him Lam Campus of International School of North America. And I will believe in Vietnamese, and could you follow my translation to the slides? Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý, quý vị phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh trường quốc tế Bắc Mỹ thân mến, tôi rất hân hạnh được chào đón và cảm ơn sự hiện diện của quý vị để chúc mừng cho sự kiện khánh thành cơ sở Him Lam trường quốc tế Bắc Mỹ. Ngày hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của trường quốc tế Bắc Mỹ. Ngôi trường mới với những trang thiết bị hiện đại sẽ truyền thêm cảm hứng và sự sáng tạo trong từng giờ học, trong từng hoạt động giáo dục của thầy và trò, giúp SNA có điều kiện tốt nhất để thực hiện sứ mệnh cao cả của một ngôi trường dành cho thế hệ lãnh đạo tương lai. Với khuôn viên gần 10.000 m2, hơn 100 phòng học và phòng chức năng hiện đại độc đáo, bao gồm các phòng thí nghiệm khoa học, phòng giáo dục nghệ thuật, giáo dục âm nhạc, vi tính, thư viện, v.v. Ngôi trường mới thật sự mang đến một môi trường giáo dục thân thiện, giàu tính công nghệ, đậm tính nhân văn. Học sinh trường quốc tế Bắc Mỹ sẽ có cơ hội tốt hơn để luyện tập các môn thể thao đa dạng như bơi lội, bóng đá, golf, bóng rổ, bóng chày. Tôi hoàn toàn tin rằng năm học mới sẽ ghi dấu một trang sử mới của trường quốc tế Bắc Mỹ, vì nhà trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục lên một tầm cao mới. Với số lượng học sinh vào đại học cao hơn, tất cả năng lực toán, khoa học và ngôn ngữ của học sinh tất cả các lớp sẽ được đánh giá theo chuẩn quốc tế. Năm học này, trường quốc tế Bắc Mỹ đã quy tụ một đội ngũ giáo viên và chuyên gia quốc tế tâm huyết, có phương pháp sư phạm hiệu quả để giúp học sinh chủ động tương tác với khoa học, với ngôn ngữ, với văn hóa quốc tế. Học sinh sẽ học hỏi và thực hành những dự án khoa học, những dự án xã hội để hình thành kiến thức và kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng lãnh đạo. Chúng tôi đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các môn học để tạo điều kiện đẩy mạnh tương tác giữa giáo viên và học sinh, tương tác giữa phụ huynh và giáo viên, giúp cho phụ huynh thuận lợi theo dõi và tham gia vào quá trình học tập của con em mình. Tại tập đoàn Nguyễn Hoàng, tại hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ, chúng tôi thực hiện tất cả những cam kết, kể cả những cam kết đầy thách thức mà rất nhiều người còn e ngại. Ví dụ như việc xây dựng ngôi trường này, chắc quý vị cũng nhớ, đúng vào ngày này, cách đây 5 tháng, chúng ta đã dự lễ khởi công xây dựng ngôi trường tầm cỡ trường quốc tế Bắc Mỹ tại đây. Và hôm nay, chúng ta đã dự lễ khánh thành và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuẩn bị năm học mới. Tại đây, chúng tôi cũng cam kết đem đến dịch vụ chăm sóc học sinh một cách tốt nhất. Chúng tôi có hệ thống quản lý và theo dõi học sinh, hệ thống tư vấn và hỗ trợ học tập và giúp cho nhà trường theo dõi sự khác biệt và sự tiến bộ của mỗi học sinh. Điều này rất nhiều phụ huynh hài lòng và ngạc nhiên với sự hợp tác của nhà trường. Tại ngôi trường khang trang này, chúng tôi cũng đã sử dụng và đưa vào những trang thiết bị hiện đại nhất, an toàn nhất từ các nhãn hiệu nổi tiếng và uy tín để giúp cho các em nâng cao tính thẩm mỹ và nâng cao tính giáo dục. Nhà trường có cơ hội tốt hơn để tiếp tục xây dựng một môi trường học tập vì học sinh, lấy học sinh làm trung tâm để các em có thể vui chơi, học tập và phát triển vững vàng về học thuật, phát triển nhân cách toàn diện. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt sự hỗ trợ hiệu quả của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đầu tư mạnh mẽ của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Nguyễn Hoàng. Hôm nay, tôi xin lấy cơ hội này để cảm ơn ông Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quốc Việt đã hết sức quan tâm và gắn bó với sự phát triển của nhà trường.
Tôi cảm ơn bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo luôn có những quan tâm và chỉ đạo sát sao cho công tác hoạt động của nhà trường. Tôi xin cảm ơn công ty thiết kế và xây dựng TACO đã tạo cho trường quốc tế Bắc Mỹ một ngôi trường vô cùng độc đáo. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị phụ huynh đã cho chúng tôi cơ hội giáo dục và truyền lửa cho các em, để các em trở thành những nhà lãnh đạo tương lai và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của tất cả quý vị. Cuối cùng, tôi cảm ơn tất cả các thầy, cô giáo, các em học sinh đã hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình để quá trình chuyển sang cơ sở mới được nhanh chóng và thuận lợi. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ yêu thích môi trường học tập mới này. Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày ý nghĩa và thú vị. Thank you.